Những mâm cỗ ngày Tết với bánh chưng, bánh tét, các loại bánh kẹo và mứt khiến các chị em cứ sau Tết là tăng cân vù vù. Vậy nên hôm nay Bách Hóa Xanh sẽ mách bạn một số mẹo để giữ dáng ngày Tết cực hiệu quả. Các bạn chỉ cần thay đổi một xíu trong chế độ ăn và sinh hoạt là có thể vừa duy trì vóc dáng, vừa có cơ thể khỏe mạnh để vui chơi ngày Tết nữa đó nha. 1. Ăn bánh kẹo hợp lý. Bánh kẹo, các loại mứt Tết là thủ phạm hàng đầu khiến chị em tăng cân do chúng chứa lượng đường rất cao và nhiều calo. Các bạn có thể hạn chế lượng calo của các loại mứt này bằng cách tự làm mứt tại nhà, vừa an toàn, vừa đảm bảo vệ sinh, lại còn ít calo hơn các loại mứt ngoài hàng. Ngoài ra, các bạn cũng có thể thay thế mứt bằng các loại hạt như hạt dẻ, hạt điều, hạnh nhân, vừa tốt cho sức khỏe lại còn không lo tăng cân. 2. Uống nhiều nước lọc. Uống nhiều nước lọc sẽ giúp cho chúng ta giảm cảm giác thèm ăn, thúc đẩy chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, từ đó giúp ngăn ngừa hình thành mỡ thừa. Dù vui chơi ngày Tết nhưng các bạn cũng đừng quên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để giảm cân nha. 3. Ăn nhiều rau xanh, trái cây. Khi vào các bữa chính hay các buổi liên hoan, các bạn hãy dùng trước một chút đồ ăn như salad hoặc chỉ đơn giản là một ly nước ấm. Việc này sẽ giúp bạn có cảm giác no hơn và hạn chế việc ăn nhiều trong bữa tiệc. Bên cạnh đó, các bạn có thể bổ sung thêm vitamin cho cơ thể bằng một vài lát cam hoặc dưa hấu trước bữa ăn thay vì mứt và bánh kẹo. 4. Giữ lịch tập ổn định. Hãy cố gắng duy trì việc luyện tập bằng cách tập thể dục 15-20 phút tại nhà mỗi ngày. Nếu như quá bận rộn, các bạn có thể tập những động tác yoga đơn giản 10 phút vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy. Điều này vừa giúp bạn duy trì thói quen vận động, vừa giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh. 5. Luôn giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái. Tinh thần thoải mái cũng là một yếu tố giúp bạn duy trì được vóc dáng ngày Tết. Hãy cứ vui vẻ và thư giãn trong những ngày Tết, đừng quá nghiêm khắc hay tạo áp lực cho bản thân. Thay vào đó, hãy có cho mình một lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và thông minh. Đồng thời, hãy luôn lạc quan, năng động để tận hưởng mùa Tết bên gia đình và bạn bè nhé. Trong những ngày vui Tết, các bạn cũng đừng quên ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý. Và đặc biệt hãy lắng nghe cơ thể của mình và tham khảo những mẹo trên của Bách Hóa Xanh để giúp bạn không bị tăng cân và áp lực về cân nặng nha. Bách Hóa Xanh chúc các bạn tận hưởng mùa Tết thật vui mà vẫn có vóc dáng đẹp như mong muốn. Bách Hóa Xanh xin chào và hẹn gặp lại.